Em tổng hợp lại luôn nhé. Mã số 1 là một da mèo mini 16 phân, giày 5 ly mỏng dần về mũi. Bác nào mà chốt đơn con này 200.000 bao ship luôn, 200k mã số 1. Mã số 2 là dao thái nhỏ, bản 20 x 5, giày là 2 ly. Bác nào chốt đơn cán cẩm chỉ trúc hoặc là cán trơn 200.000. Số 3 là con chặt gà bản 23 động 8, giày 3 ly. Bác nào chốt đơn con chặt gà giá là 260. Số 4 là dao thái to bản 22 rộng 7, dao thái phở. Bác nào chốt đơn thái to là 220. Mã số 4. Mã số 5 là dao mèo mini 20 đến 22 phân, cán cẩm chỉ cán gỗ chắc, giá là 230.000 bao ship luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Mã số 5 là dao mèo 25 phân dao mèo. Em có dao cán gỗ chắc, dày 7 ly mỏng dần về mũi đấy ạ. Cán gỗ chắc 280, cán gỗ cẩm chỉ trơn, lưng gù mũi hách 280. Và cuối cùng là cán gỗ cẩm chỉ trúc, lưng gù mũi hách, dày 7 ly mỏng dần về mũi, 280 bao ship. 3 dự lựa chọn cho các bác nhé. Đó, lưng cán chắc này, lưng gù mũi hách và lưng thẳng. Đó, các bác có thể lựa chọn sản phẩm mà mình thích nhé. Xin chào tất cả các bác, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài ạ. Và bóc hàng bom nhiều chán quá, hôm nay em bóc hàng mới luôn các bác nhé. Hai kiện hàng gửi từ Phúc Sen Cao Bằng. Em sẽ bóc luôn để cho các bác cùng tham khảo nhé. Và đây là trả lời câu hỏi cho các bác thắc mắc là tại sao mà ở Lai Châu có dao Phúc Sen, là thợ đã rèn ở Phúc Sen và gửi cho em Hoài nhé. Và các bác yên tâm, vẫn có chế độ bảo hành là đổi dao mới trong vòng 7 ngày và sửa dao mới chính hàng năm cho tất cả các bác, để các bác yên tâm mà mua hàng nhé. Đấy, em sẽ khui hàng luôn. Rất là chắc luôn nhé các bác nhé, rất là chắc chắn. Và có bọc ni lông ở ngoài để tránh bị mưa ấy, mưa ướt. Đầu tiên là một dao mèo mini size, dao mèo mini size 16 phân. Độ dày sống dao đó là 7 ly mỏng dần về mũi ạ. Bác nào mà chốt đơn dao mèo mini giá là 200.000 bao ship các bác nhé. Bác nào chốt đơn mèo mini ạ, 200.000 bao ship ạ. Mèo mini 16 phân, chốt đơn giúp em mã này là mã số 1, 200k bao ship. Mèo mini 16 phân 200k bao ship luôn các bác nhé. Tiếp đến số 2. Số 2 là một dao chuyên thái bản 20 rộng 5, lưỡi dài 20 rộng 5, độ dày là 2 ly. Các bác thái thịt rau củ quả thoải mái luôn giúp em nhé. Đấy, cán là cán cẩm chỉ, khía vân trúc như này luôn. Khâu đồng đỏ, chốt đinh đồng đỏ. Bác nào chốt đơn thì chốt con này là mã số 2 giúp em nhé. Em sẽ dùng giấy mỏng để test cho các bác xem độ sắc nhé. Đấy các bác nhé, rất là sắc bén luôn ạ. Dao này thì các bác thái thịt rau củ quả siêu ngọt và siêu bén luôn. Đó. Nhíp IFA của Đức, em dập nhám hai bên luôn, đánh chống dính hai bên luôn các bác nhé. 200.000 một con, bao ship luôn. Bác nào chốt đơn, chốt thái bé số 2, 200.000. Thái bé 200k.
Bác nào chốt đơn thì chốt cho nhà Thái bé các bác nhé. Thái bé, lần này em có nhiều thái bé để về phục vụ các bác, bởi vì các bác đặt mua rất là nhiều. Cái con thái bé này là cái con mà bác nào, gia đình nào cũng cần phải sở hữu một em nó. Nên là em đặt lần này về là 30 cái, 30 cái để trả đơn luôn. Khách nào cũng thích đặt do thái bé nên là em đặt luôn 30 cái, tha hồ luôn các bác nhé. Các bác có thể lấy thái bé cán trơn hoặc cán trúc đều được, hai loại cán đấy ạ, cán trơn hoặc là cán trúc. Có bác thì thích cán trơn, có bác là thích cán trúc, giá đều bằng tiền là 200.000, 200.000 một con bao ship luôn. Mã hàng số 2 thái bé giúp em. Đấy, nhiều bác là thích cán trơn, bác thì thích cán trúc là em phục vụ hết luôn. Bác nào thích cán nào thì mình lấy cán đấy thôi ạ. Và giao cam kết với các bác là hàng chuẩn xịn, chuẩn nhíp luôn các bác nhé. Chuẩn nhíp IFA của Đức. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 là một em chặt gà vịt. Các bác nào ở trong nhà bếp cũng cần một con dao thái này, một con chặt gà vịt, một con lọc, ba con cơ bản thôi. Nếu bác nào mà thích sưu tầm nhiều thì mình mua nhiều. Còn nếu mà mình ít tiền mà mình muốn dùng hàng chất lượng mình mua ít thôi. Ba con cơ bản lúc nào mình cũng sờ đến. Như em đây là có cái con phi lê lọc đấy, lúc nào em cũng dùng luôn. Đây là một con chặt gà vịt bản 23, lưỡi dài 23, rộng 8 phân, độ dày là 3 ly. Các bác nhé, đây là dòng dao chặt gà vịt các bác chặt cây được. Đấy, chặt gà vịt các bác nhé. Đây, chặt gà vịt nhưng cũng rất sắc, các bác cắt giấy thoải mái luôn. Dao chặt gà vịt nặng khoảng 550g đến 600g, giá là 260.000 bao ship. Bác nào chốt đơn thì chốt chặt gà vịt số 3 giúp em nhé. Chặt gà vịt số 3. Đó. Chặt gà vịt số 3. Tiếp tục đến số 4. Số 4 là một con dao thái to, giá là 220.000 bao ship luôn. Bản lưỡi dài 22, rộng khoảng 7 phân. Độ dày là 2 ly, với dòng dao thái và dao lọc chỉ dày 2 ly thôi, không cần thiết phải dày quá, nó không sắc bén các bác nhé. Đó. Đấy, con dao chuyên thái to giá là 220.000. 220.000 em bao ship luôn. Đây các bác nhé. Dao Phúc Sen thì các bác sẽ biết là độ nổi tiếng của nó và độ chuẩn xịn, và cả làng nhà nào họ cũng đều làm hàng chất lượng, không chạy đua theo số lượng, không làm giả, không làm rẻ, không bán rẻ mà làm đúng chất, bán đúng giá luôn. Đúng giá với mà mình làm luôn. Nên các bác mà mua chuẩn hàng Phúc Sen, các bác cứ yên tâm chất lượng. Và không cứ là mua nhà em, các bác cứ mua khoảng, mua nhà khác cũng được. Dao Phúc Sen là chuẩn luôn các bác ạ, chuẩn xịn. Đó. Và ở Phúc Sen có khoảng hơn 200 thợ rèn, hơn 200 hộ rèn, nên là Phúc Sen có rất là nhiều nhà, và mỗi một nhà chất lượng rèn nó sẽ khác nhau. Dao thái to bản 22, rộng 7, dày là 2 ly, hay là còn gọi là dao thái phở, dành cho các bác làm nhà hàng, quán ăn này, cần thái nhiều thì các bác nên mua loại này nhé. Dao siêu ngọt, siêu bén luôn. Giá là 220.000 một con ạ, 220 một con. Bác nào chốt đơn chốt mã số 4. Mã số 4 giúp em luôn nha. Dao thái to này. Lần này thì em về rất là nhiều nên các bác cứ thoải mái đặt hàng thôi ạ. Hàng có rất nhiều các bác nhé. Dao thái nhỏ, dao thái to, hàng có rất là nhiều luôn. Nên các bác cứ thoải mái đặt hàng thôi ạ. Đây là dao chặt gà. Đấy, dao chặt gà, dao chuyên thái. Một đôi luôn ạ. Dao chặt gà 260, chuyên thái 220.000. Các bác muốn mua sản phẩm dao bếp nào cũng có ạ. Tiếp tục là một dao mèo.
Tiếp tục là dao mèo mini size khoảng 20 Tiếp tục là dao mèo mini size 22 các bác nhé. Dao mèo mini size 22 cán trúc. Độ dày sống dao là khoảng 7 ly, mỏng dần về mũi, đánh chống dính hai bên ạ. Chêm cán gỗ chắc các bác nhé. Đây màu đỏ này là chêm cán gỗ chắc, giá là 230.000 bao ship. Đấy, chêm cán gỗ nâu nâu này là cán cẩm chỉ này. Con này lưỡi là 20 phân. 20 phân chênh lệch khoảng 20 đến 22 phân các bác ạ. Dòng dao mini thì chênh lệch, nói chung là rèn thủ công nó sẽ chênh lệch khoảng 1 đến 2 phân thì các bác phải thông cảm giúp em thôi. Đây là cán gỗ cẩm chỉ này. Độ dày sống dao là 7 ly, mỏng dần về mũi. Dao mèo mini cán cẩm chỉ 20 phân, cán gỗ chắc 22 phân. Giá 230.000 một cây. Quác chốt cây nào cũng được các bác nhé. 230.000 một cây ạ. 230.000 một cây dao mèo mini cán gỗ trúc này. Em xem cả hai loại cán luôn các bác nhé, cán gỗ chắc và cán gỗ cẩm chỉ đấy. Đấy, bác nào mà chốt đơn dao mèo mini size 20, dao mèo mini size 20 giá là 230.000 đấy, 230 các bác nhé, 230k. Các bác chốt dao mèo mini mã số 5, mèo 20 230.000 ạ. Mèo 20 230. Đây các bác nhé, mèo 20 230. Tiếp tục đến dao mèo 25 phân. Con này được 26 phân các bác nhé. 26 phân. Độ dày sống dao là khoảng 8 ly, mỏng dần về mũi ạ. Con này rất là dày luôn. Bác nào mà tín đồ của dao dày thì bác chốt nhé. Giá là 280.000 bao ship luôn. 280k bao ship luôn ạ. 280. ạ. Đây là cán cẩm chỉ ạ. 280 bao ship luôn các bác nhé. Đây là dòng cán trơn mũi hếch. Đấy, có 3 loại luôn. Với dòng dao 25, 26 phân thì các bác có 3 lựa chọn các bác nhé. Đây ạ. Đây là dòng dao lưng gù mũi hếch. Giá cũng là 280 lưng gù mũi hếch này. 280 lưng thẳng. Cán gỗ chắc và 280 là cán gỗ cẩm chỉ. Dòng 25 phân thì các bác lấy mẫu nào cũng được, đều đẹp hết luôn các bác nhé. Lưng gù mũi hách hoặc là lưng thẳng ạ. Giá đều đồng giá là 280k bao ship. 25, 26 phân. 280.000. Cán gỗ chắc này cũng rất đẹp nha các bác nhé. Đấy. 280 cán trơn mũi hách hoặc là cán gỗ chắc. 280 ạ. Các bác chốt mã này là mã số 6 giúp em nhé. Mã số 6. Tí nữa lại em sẽ cho các bác xem. Mã số 6 có 3 lựa chọn đấy các bác nhé. Cán chắc này. Tí nữa em sẽ quay lại cho các bác xem luôn. Lưng gù mũi hách này rất đẹp luôn. Đó, các bác ưng ý sản phẩm nào thì các bác cứ alo cho em Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419 để chốt đơn hàng thành công các bác nhé.